Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Laptop World, tới công nghệ và lại là mình An Ui đây. Và nếu như là các bạn đang quan tâm tới những chiếc laptop đâu đó rơi khoảng 6 đến 7 triệu đồng, cái nơi mà các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều những chiếc máy cũ, thì cách từ từ anh em mình nói nhá. Thì bây giờ nếu mà mình nói là nếu khoảng 7 triệu đồng các bạn hoàn toàn có thể mua những chiếc laptop máy mới thì sao? Thì các bạn có tin hay không? Ở đây mình đang có chiếc Lenovo IdeaPad 1 và chiếc Asus E210MA. Đây là hai chiếc máy mới chỉ có mức giá khoảng 7 triệu đồng thôi đang có mặt tại Laptop World. Và hãy cùng tìm hiểu với mình trong video ngày hôm nay là nó có những cái gì và nó có thực sự phù hợp với các bạn hay không nhá. Bây giờ bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta cùng đến với cả chiếc Lenovo IdeaPad 1. Chúng ta sở hữu cho mình một cái thiết kế khá là tinh tế và thanh lịch. Nó thừa hưởng cái sự tinh tế thanh lịch này từ những cái thế hệ IdeaPad 3 hay là IdeaPad 5. Và tất cả những cái mặt gia công của nó, mặt A, mặt B, mặt C, mặt D thì đều sẽ là gia công bằng nhựa. Và đây là một cái điều dễ hiểu thôi, bởi vì cái đơn giản thôi là chúng ta sẽ sở hữu cho mình một chiếc laptop cực kỳ rẻ trong cái lúc giá như thế này rồi, nên là mình không thể nào đòi hỏi quá nhiều phần gia công. Nhưng mà bù lại ở đây nó sẽ là cái gì? Nó sẽ có cho mình một cái gia công thực sự rất là chắc chắn luôn. Các bạn có thể nhìn thấy mình đang làm gì với cái chiếc máy của mình này, và thực sự nó không thể hiện được cái sự flex ở đây. Và chúng ta phải nói đến cái phần gia công thì phải nói đến cái phần bản lề của nó, khi mà đây sẽ là một cái bản lề vô cùng chắc chắn luôn. Đấy, các bạn thấy không, rất là chắc chắn luôn. Và thực tế ra mà nói thì đây là một trong số những cái điểm mà mình rất là thích ở cái chiếc laptop này. Và vào phần bên trong đi thì chúng ta đã có cái gì? Chúng ta đã có cho mình nó chính là một cái màn hình 11.6 inch. Đây là một màn hình có độ phân giải là HD rồi này, NTSC là 45%. Đây là một màn hình chống lóa và có độ sáng lên tới là 250 nit. Thì nó có ngon hay không? Về bản chất ý, khi mà các bạn nhìn vào cái phần spec mình vừa đọc thì các bạn sẽ nghĩ là à, đây chỉ là một màn hình HD thôi, nó không thể nào mà sánh ngang với cả những màn hình Full HD, 2K, 4K gì cả. Nhưng mà anh em mình nói, đây là một cái màn hình rất là bé, chỉ 11 inch thôi, nghĩa là nó rất là nhỏ gọn. Thế nên là khi mà chúng ta sử dụng cái màn hình này, nó sẽ đem lại cảm giác nó khá là tương đồng với cả những cái màn hình 15,6 inch mà có độ phân giải là Full HD. Mình cam đoan với các bạn luôn, và thực sự khi mà chúng ta giải trí trên chiếc máy này thì nó cũng sẽ rất là tuyệt vời, không có gì để chê quá nhiều. Cái điểm mà hơi hạn chế ở đây mình nghĩ là như vậy thì nó sẽ là ở cái phần viền màn hình. Ở đây chúng ta có bốn cái viền màn hình mà nó khá là dày, cái phần trán hơi rô, cái phần cằm nó hơi bạnh một chút, và phần hai bên thì nó cũng không được tinh tế cho lắm, bởi vì cái đơn giản thôi, đây là thiết kế cũ. Và nó cũng sẽ có cho mình một phần webcam 720p ở trên nữa để chúng ta có thể hỗ trợ học online. Và đây là một cái điểm cũng khá là ok. Chuyển đến phần dưới đi thì chúng ta đã có một cái layout bàn phím nó khá là quen thuộc rồi, đối với những cái thiết bị đến từ nhà Lenovo. Và nó cho cảm giác bấm nó cũng khá là ngon đấy. Chỉ có một cái điểm là mình không thích thôi, là cái phần nút nguồn của nó đặt nó hơi bị sát so với cái bàn phím này. Giả dụ bây giờ mà nó cho cái nút nguồn này nó lên cao hơn ở phần cạnh phải đi, hay là nó ra hẳn ngoài, thì nó cũng sẽ rất là hợp lý hơn. Bởi vì khi mà chúng ta trùng với cả nút backspace như này thì những cái thao tác mình ấn nhanh các thứ ấy, thì nó cũng sẽ dễ là mình tắt luôn cả màn hình. Ở phần bên dưới chúng ta có cho mình cái phần checkpad rồi. Thì phần checkpad này thì nó cũng không có gì, một checkpad khá là đơn giản, không có gì cầu kỳ ở đây cả. Nó vẫn rất là mượt nhưng mà nó chỉ có cái là hơi bé thôi. Về phần bên ngoài, về cổng kết nối của nó hay sao, chúng ta có cho mình đó chính là một cổng 3.5mm ở phần cạnh phải thôi. Và phần bên trái chúng ta có cho mình đó chính là hai cổng USB Type-A và một cổng HDMI. Và đi kèm với đó là một cổng quét micro SD. Micro nhá, mình nói luôn là micro SD chứ không phải là cổng SD to như là bình thường. Và một cổng cắm sạc nữa để chúng ta có thể sử dụng cắm sạc vào đây. Về phần cấu hình của chiếc máy này thì sao, đã được sở hữu cho mình một con chip đó chính là Intel Platinum N5030. Và có thể hoàn toàn boost lên khoảng 3.10GHz khi mà chúng ta sử dụng chiếc máy này. Và với RAM 4GB DDR4 này, VGA Intel UHD Graphics và một cái ổ cứng SSD lên tới là 256GB. SSD 256GB trong mức giá này thì mình đánh giá là rất ngon, bởi vì chúng ta sẽ đem lại một cái trải nghiệm nó nhanh hơn rất là nhiều so với những cái ổ HDD. Nó nhanh hơn khoảng 10 đến 15 lần so với những cổng HDD truyền thống. Mình biết là anh em đang nghĩ gì khi mà nghe xong phần cấu hình. Thì đây không phải là một chiếc máy có cấu hình nó quá khủng, nó quá mạnh, hay là thậm chí là ở mức trung bình đi, nhưng mà nó sẽ hướng đến cái đối tượng người dùng nhất định ở đây. Ví dụ như là những cái bạn nào là học sinh cấp 2, cấp 3 mà các bạn đang muốn có một cái chiếc máy nó không quá đắt để chúng ta có thể học online các thứ, nhất là trong cái thời điểm hiện tại cái quá trình học online nó vẫn rất là phổ biến. Và ở đây chúng ta có thêm đó chính là khả năng làm Word, Excel nó cũng khá là mượt mà ở thời điểm hiện tại rồi. Có con chip Intel Platinum này thì hoàn toàn có thể đáp ứng được những cái nhu cầu đó. Và ngoài ra thì ví dụ như là về cái quá trình nhập liệu các thứ của nó, như là những cái bạn nào mà làm kiểu kế toán các thứ ấy, thì không cần phải một cái cấu hình mạnh đúng không, thì chắc chắn rồi, đây cũng là một chiếc máy rất là hợp lý cho các bạn. Và cái ổ cứng SSD 256GB thì hoàn toàn các bạn có thể lưu trữ được rất nhiều thứ để chúng ta có thể sử dụng trong tương lai. Ok, mình biết là các bạn đang nghĩ gì. Thì với một cái cấu hình như này chắc là anh em về chỉ đánh chơi Pikachu hay là chơi chẳng thể chơi game nào các thứ đúng không? Nhưng mà khoan nhé, cái chiếc máy này nó đã sinh ra để dành cho một cái đối tượng người dùng nhất định rồi, nhất là những cái dòng IdeaPad như thế này. Chúng ta sẽ có cho mình đối tượng người dùng là khoảng từ cấp 1 này, cấp 2, cấp 3, những bạn học sinh này, những bạn sinh viên này, hay là những cái bạn không đặt quá nhiều
những cái tác vụ nặng vào trong một chiếc laptop của mình. Chúng ta hoàn toàn có thể làm Excel này, Word các thứ rất là mượt mà. Chúng ta có thể lướt web này, chúng ta có thể kiểm soát dữ liệu, chúng ta có thể xem phim, lướt web các thứ hoàn toàn bình thường. Và nhất là trong cái thời điểm hiện tại, nếu mà thậm chí là các bạn có muốn chơi những cái tựa game nhẹ đi, ví dụ như là Liên Minh đi, thì hoàn toàn chúng ta có thể setting tất cả những cái đồ họa về mức rất thấp và hoàn toàn có thể chơi được ở khoảng 30 đến 50 FPS thì mình nghĩ là cũng ok rồi. Không gọi là quá mạnh nhưng mà như thế là rất là ok đối với những bạn đang đặt nhu cầu là ưu tiên học hành lên hàng đầu. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đến với cả chiếc Asus E210A. Đây là chiếc máy mà mình thấy là ok, ngay từ phần ngoại hình là nó đã chiếm lòng tình của mình rồi, bởi vì cái đơn giản thôi là trông nó rất là công nghệ, trông nó hơi lộn xộn một tí, nhưng mà thực sự đây là một trong số những cái mặt lưng trong cái nút giá này mà mình nghĩ là rất là đẹp. Chúng ta đã có cho mình một cái màu xanh như thế này và nó sẽ đổi màu theo cái hướng mà anh em nhìn nhé. Đấy, có thể nó hơi xanh xanh tím không? Và trông nó sẽ rất là công nghệ hơn bởi vì cái đơn giản thôi. Các bạn có thể nhìn thấy là trên mặt trước này nó như là một cái đống ký tự không có ý nghĩa gì, nhưng mà nhìn được mặt giữa đi, chúng ta đã có cái chữ Asus. Đấy, được khai sáng đúng không? Được khai sáng đúng không? Đấy. Đấy. Tôi nhìn tổng thể, thực sự đây là một trong số những cái thiết kế vô cùng nghệ luôn. Và chắc chắn rồi, cái gia công của nó vẫn sẽ là bằng nhựa thôi, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy là những cái chi tiết làm các thứ này trông nó sẽ rất là kiểu công nghệ hơn luôn. Và mình, cá nhân mình thì mình thích cái thiết kế của chiếc máy này hơn. Và chúng ta sẽ có thêm cho mình đó chính là cái phần loa được đặt ở ngay phần bên dưới này. Thì mình cảm giác là khi mà âm thanh nó đập vào cái phần nền bàn của anh em thì nó sẽ nghe nó hơi rung rinh một tí thôi, nhưng mà nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu. Chuyển ở phần bên trong đi, chúng ta có cho mình cũng là một màn hình 11,6 inch và đây nó sẽ có một cái cơ chế mà mình thấy là rất nhiều anh em thích, đó chính là Yoga 180. Đấy. Rất nhiều những cái chiếc laptop ở phân khúc giá cao hơn không thể làm được cái tính năng này. Và mình có thể phần nào hiểu được là các bạn đang muốn cái tính năng này để làm gì. Ví dụ như là với những anh em gamer hay hít đất thì sẽ để cái chiếc máy này vào đây và vừa nhìn vừa tập đúng không? Rất là tuyệt vời luôn. Và ở đây đã có cho mình đó chính là một cái phần màn hình là 11,6 inch này, có độ phân giải là HD, nói chung là cũng khá là tương đồng với cả chiếc Lenovo vừa rồi. Và chúng ta đã có thêm cho mình đó chính là độ sáng khoảng 200 nits và với NTSC là 45%. Một cái thông số khá là cơ bản với cả phân khúc giá như thế này, nhưng mà với cả cơ chế 180 độ thì thực sự đây là chiếc máy chiếm lòng tình của mình nhiều hơn. Cái điều tiếp theo nữa mà chúng ta phải nói đến đó chính là việc chúng ta cũng có thêm một cái phần webcam nữa 720p để chúng ta có thể hỗ trợ là chat video hay là học online các thứ, nó cũng sẽ rất là tuyệt vời. Về cổng kết nối thì nó cũng khá là tương đồng thôi, chúng ta sẽ có hai cổng USB Type A ở chia đôi ra phần hai bên này, và ở ngay phần cạnh trái chúng ta sẽ tìm thấy cổng HDMI và đi kèm với đó sẽ là cổng Type C nhá. Ồ, cổng Type C chứ không phải là cổng nào khác, một cổng Type C để chúng ta có thể hỗ trợ đọc dữ liệu hay là cắm SSD các thứ chuyển dữ liệu cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Và ở bên phần này chúng ta có thêm cho mình đó chính là một cổng cắm sạc. Ở phần bên trái chúng ta có thêm đó chính là một cổng 3.5mm để hỗ trợ cắm tai nghe. Và chúng ta cùng di chuyển vào phần bên trong đi, thì phần bên trong của nó sẽ có cái gì? Về phần bàn phím của chiếc Asus này thì nó sẽ làm mình liên tưởng đến những cái dòng VivoBook, bởi vì cái đơn giản thôi là cảm giác bấm nó cũng khá là tuyệt vời rồi. Nhưng mà cái điểm nhấn ở đây đó chính là về cái phần nút Enter này. Các bạn có thể nhìn thấy nút Enter được làm neon vàng như này, làm highlight, làm tổng thể của chiếc máy của mình như là sáng lên luôn. Và thực sự là trông nó rất là liên tưởng đến cả những dòng VivoBook mà mình đã rất là thích rồi. Ở phần bên dưới chúng ta có cho mình đó chính là phần number pad. Cái chiếc máy này nó sẽ hơn cái chiếc Lenovo ở cái điểm là nó sẽ có cái phần number pad ở ngay cái phần trackpad này của chúng ta. Phần trackpad làm đã tốt rồi, nó có một kích thước lớn hơn và đi kèm với đó là cảm giác vuốt cũng rất là mượt mà. Nhưng mà nó còn có cả cơ chế đó chính là on off cái phần trackpad này lên. Thành ra chúng ta hoàn toàn có thể nhập liệu này, quản lý dữ liệu hay là sử dụng để chúng ta có thể có một thêm một cái phần bàn phím số, nó cũng sẽ rất là tuyệt vời hơn rất nhiều. Chúng ta cùng nói phần cấu hình đi, chúng ta có con chip Intel Celeron N4020 có thể hoàn toàn boost lên khoảng 2.8 GHz. Ở đây chúng ta có RAM 4GB này, ổ cứng 120GB và đi kèm với đó sẽ là một cái màn hình onboard Intel UHD 600. Chắc chắn rồi, cấu hình của chiếc máy này không làm mình ấn tượng được bởi vì nó không thực sự quá mạnh và hoàn toàn có thể chỉ đáp ứng được những cái nhu cầu liên quan đến Word, Excel, lướt web hay là nhập dữ liệu các thứ thôi. Nhưng mà cái chiếc máy này thì hoàn toàn rất là phù hợp với cả những bạn làm kế toán, làm văn phòng hay là những cái bạn nào mà cần quản lý dữ liệu rất nhiều nhá, bởi vì cái đơn giản thôi là nó có thêm cái phần numpad và nhiều người ta chỉ cần có đến thế thôi, người ta không cần một chiếc máy có cấu hình quá mạnh, chỉ cần đủ để đáp ứng cái nhu cầu của bạn là được rồi. Và thực sự là cả hai chiếc máy này đều có thể làm được điều đó. Cái chiếc máy này cũng có cho mình đó chính là một cái viên pin nó khá là nhỏ,
thực sự là khá là nhỏ. 2 cell 38Wh thì mình không nghĩ là chiếc máy này hoàn toàn trụ lâu được, và chắc chắn rồi các bạn sẽ phải cắm sạc để chúng ta có thể sử dụng chiếc máy này cho khoảng thời gian ở văn phòng khoảng 6 đến 8 tiếng thì nên cắm sạc. Bù lại chúng ta có một cái trọng lượng rất là nhẹ, chỉ khoảng hơn 1 cân một chút, 1,05 cân mình nhớ là như vậy. Ok, và để chốt lại hai chiếc máy này thì đây là hai chiếc máy giá cực rẻ, nhưng chúng ta vẫn sẽ có trong mình, đó chính là một chiếc máy mới này, một cái Windows 10 bản quyền này, một cái bảo hành rất dài lên tới là 2 năm chính hãng này, và một cái thiết kế vô cùng mỏng nhẹ rất là phù hợp để đi lại, rất là linh hoạt dành cho các bạn sinh viên, các bạn đi làm rồi, hay là rất là nhiều các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 đang cần một chiếc máy để chúng ta có thể học online, làm Word các thứ, Excel các thứ đều rất là mượt, giải trí lướt web xem phim phà mượt kinh khủng luôn, không có gì để chê cả. Vậy thì các bạn thấy hai chiếc máy này có thực sự đáng mua hay không? Hãy cho mình biết ở phần comment bên dưới nhé. Thay vì là chúng ta mua máy cũ thì hãy mua máy mới tại Laptop World, và hiện tại đang có mức giá rất là tốt rồi, thì nên là mình sẽ để link ở phần mô tả bên dưới cho các bạn kiểm tra nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì cho mình like, subscribe để ủng hộ mình trong tương lai nhé.